Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Máy Hòa Bình Minh. Và trong video ngày hôm nay thì Linh sẽ chia sẻ với các bạn về thủ tục mua xe trả góp, đặc biệt hơn là tại thời điểm hiện tại đang có chương trình là mua xe trả góp lãi suất 0% dành cho dòng xe Honda WinX. Thì ngày hôm nay Linh sẽ chia sẻ cho các bạn là các bạn sẽ phải cần những gì và từ bao nhiêu tuổi trở lên thì các bạn có thể mua trả góp. Thì đầu tiên, với tất cả các dòng xe khi mua trả góp, các bạn từ 18 tuổi trở lên là các bạn đã có thể mua trả góp rồi. Và điều kiện để thủ tục để các bạn mua trả góp, các bạn chỉ cần có là căn cước công dân hoặc là chứng minh thư là các bạn đã có thể mua xe trả góp rồi nhé. Và đối với dòng xe Honda WinX thì tại cửa hàng bên Linh đang có áp dụng là mua xe trả góp với lãi suất 0%. Thì ngày hôm nay Linh sẽ giải đáp một số thắc mắc của khách hàng là gói lãi suất 0% là như thế nào. Thì Linh ví dụ như với một chiếc xe Honda WinX phiên bản phanh ABS với giá bán tại cửa hàng là khoảng 40 triệu đồng. Và các bạn đối với dòng xe này các bạn có thể trả góp trả trước cho Linh là từ 8 đến 10 triệu đồng. Thì Linh ví dụ như là 40 triệu đồng các bạn trả trước cho Linh được 16 triệu đồng rồi. Các bạn vay lại 24 triệu đồng trong kỳ hạn là 12 tháng chẳng hạn. Thì các bạn rất là đơn giản đúng không ạ? Các bạn lấy 24 triệu mà các bạn chia cho 12 tháng nó sẽ bằng 2 triệu, tức là đấy là số tiền gốc các bạn phải trả là mỗi tháng là 2 triệu đồng. Ngoài ra thì các bạn sẽ phải phát sinh thêm một chút tiền phí bảo hiểm khoản vay. Tùy theo mỗi ngân hàng, nó sẽ rơi vào khoảng 4 tới 50.000 đồng trên 10 triệu đồng. Thì với khoản vay 24 triệu đồng, thì mỗi tháng các bạn sẽ phát sinh thêm khoảng 100.000 tiền phí bảo hiểm khoản vay các bạn nhé. Vậy thì ngoài số 2 triệu tiền gốc mỗi tháng các bạn nộp ra, thì các bạn sẽ mất thêm khoảng 100.000 tiền phí bảo hiểm khoản vay trên một tháng nữa. Đó là chương trình trả góp lãi suất 0% dành cho dòng xe Honda WinX nhé. Và nếu như các bạn nào muốn mua dòng xe Honda WinX với lãi suất 0% thì các bạn liên hệ với Linh nhé. Theo số điện thoại là 0987 162 438, Linh sẽ tư vấn cụ thể hơn nữa cho các bạn. Và ngoài dòng xe Honda WinX đang có chương trình trả góp rất là tốt rồi, thì các dòng xe còn lại bên Linh hiện cũng đều đang có chương trình mua xe trả góp với rất nhiều gói lãi suất linh động. Và đối với các dòng xe còn lại thì sẽ có kỳ hạn kéo dài cho các bạn là trong vòng từ 6 đến 36 tháng. Có rất nhiều kỳ hạn để các bạn lựa chọn và mỗi một kỳ hạn nó sẽ có mức đóng khác nhau. Và một số khách hàng thì có thắc mắc về cái gói trả trước 0 đồng. Thì đối với các dòng xe dưới 40 triệu, Linh ví dụ như là các dòng xe số hoặc là đơn giản như là dòng xe Honda Vision, bên Linh cũng có thể hỗ trợ trả góp với số tiền trả trước là 0 đồng. Tức là các bạn không cần trả trước, các bạn cũng có thể mua xe trả góp rồi. Các bạn chỉ cần chuẩn bị một chút tiền để các bạn có thể làm đăng ký biển số thôi. Còn các bạn không cần phải trả trước vào tiền xe các bạn nhé. Và thủ tục thì rất là đơn giản để các bạn có thể mua trả góp. Và bên Linh thì còn có hình thức là nhập hồ sơ online khi các bạn mua xe. Tức là đối với những khách hàng ở xa thì Linh có thể nhập hồ sơ trước cho các bạn. Và khi hồ sơ chắc chắn duyệt rồi thì các bạn sẽ đến cửa hàng và chỉ việc lấy xe. Rất là thuận tiện cho các bạn khi mà mua trả góp. Và tại cửa hàng bên Linh thì có tới 4 đơn vị ngân hàng trả góp. Vì vậy nếu như các bạn không làm được bên này thì các bạn có thể làm trả góp ở bên vị ngân hàng khác. Có rất nhiều ngân hàng để các bạn có thể lựa chọn mua trả góp. Ngoài ra thì có một số khách hàng thắc mắc với Linh rằng là các bạn đang mua trả góp một chiếc điện thoại hay là một chiếc tivi ở các đơn vị điện máy xanh gì đó, thì các bạn có thể mua trả góp xe máy nữa không? Thì các bạn hoàn toàn có thể mua trả góp nhé. Kể cả các bạn đang có 2-3 cái hồ sơ trả góp tại các đơn vị khác thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể mua trả góp xe máy được bình thường các bạn nhé. Và nếu như các bạn đang thắc mắc về bất cứ một cái gói trả góp nào cho bất cứ một dòng xe Honda nào thì các bạn nhớ là liên hệ với Linh để có thể Linh tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.